chào, cái lớp video này thì Trần Khánh sẽ hướng dẫn mọi người cách báo trống bấm multibass các bạn. Khi các bạn chơi cái điểm hát ở đây thì mình sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết trên điệu slow trước nha. Nếu mà những video tiếp theo thì Trần Khánh sẽ hướng dẫn các bạn báo chi tiết trên những cái điệu rumba cha cha, bolero vậy đó. Những cái điệu sau của theo slow trước nha. Slow một trong những điệu mà chúng ta sử dụng sai top để ngừng lại rất là nhiều, rồi sau đó mình báo cái trống để khi người ta hát qua chuyển cái đoạn khác hoặc là bắt đầu vào bài gì đó. Ok ha. Rồi muốn báo trống multibass thì các bạn đầu tiên phải chọn multibass này. Trên cái dòng mà Yamaha thì nó là ở multibass, còn cái dòng co thì nó nằm ở cái phần bass các bạn. Rồi các bạn chọn miễn sao nó nằm ở bốn vị trí của nó sẽ ra cái hệ thống này như này các bạn. Snare, tâm 1, tâm 2 và sẹt. Những các bạn nào mà đã từng mua sampler của Trần Khánh này chắc chắn multibass sẽ có cái bộ room kit này. Các bạn chỉ cần nhấp vào select và chọn cái chữ room kit thôi là nó sẽ có trống, nó mặc định nó ở bốn nút ở đây: tâm, 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 sẹt. Snare, tâm 1, tâm 2 và sẹt. Rồi. Còn những cái bộ khác thì không biết có hay không thì mình không biết nha. Rồi có những cái đàn nó không có multibass chứ không phải cái nào cũng có ha. Rồi đa số những cái đời mới, đời cao cấp thì nó có multibass hết. Rồi bây giờ mà chúng ta vào cái điệu slow rock, các bạn nghe nè. Slow rock nó như thế này các bạn. Bùm chát, bùm chát, bùm tất tất chát tất tất, bùm tất tất chát tất tất, bùm. Để các bạn lưu ý nè. Bùm tất tất chát tất tất, bùm. Thì thường thường mình sẽ đánh nghe cho mình chát tất tất, bùm. Nó rơi ở vào bốn từ cuối của cái câu khi người ta xuống nhịp. Nói nôm na thì các bạn không hiểu lắm, nhưng bây giờ mình ví dụ và thực tế vô trong bài luôn nha. Ví dụ nha, mình lấy ví dụ từng bài các bạn hiểu liền ha. Ví dụ như mình chọn cái bài tình cha thì chẳng hạn, ví dụ cái câu đầu tiên của bài tình cha nó sẽ như thế này: tình cha mát như vầng thái dương. Thì bây giờ bốn từ cuối cùng trước khi xuống nhịp đó là như vầng thái dương, thì các bạn sẽ đánh multibass bốn số bốn tiếng, nó nằm trùng với cái như vầng thái dương luôn. À, ví dụ nè, ở bên đây thì các bạn phải bỏ áp co và style ta mặc định nha, để mất lát mình có cái sàn mình bỏ vô cái trao nhịp trống luôn nha. Ví dụ là tiền chạm áp như vầng thái dương đó, mình sẽ đánh multibass trên bốn từ cuối cùng của các bạn, của giai điệu xuống nhịp luôn ha. Tiền chạm áp như vầng thái dương, như vầng thái dương, thì giai điệu nó sẽ hát như thế này: tiền chạm áp như vầng thái dương. Ví dụ vậy ha. Tình chạm áp như vầng thái dương. Cuối cùng bốn từ như vầng thái dương, ráng cố gắng đánh vào bốn từ cuối. Tình chạm áp chưa đánh nha. Đánh vào bốn từ cuối: tình chạm áp như vầng thái dương. Ok chưa? Đó, cái gì ngon rồi thấy không? Và có nhớ mãi những ngày tháng qua. Đó là mình đã sẽ bốn từ cuối. Còn thôi nè. Con hãy nhớ. Rồi bây giờ hãy nhớ lời cha sống, cho nên người chưa có đánh người báo trống gì hết. Và con ơi chớ bao giờ dối gian, đúng không? Thì cái chỗ mà bao giờ dối gian bốn từ cuối, bà con ơi chớ bao giờ dối gian. Dạ. À, mình sẽ đánh hướng cái chỗ đó. Chớ bao giờ lưu ý nhớ chuẩn bị cái hợp âm và sai ta bên đây sẵn nha. Là cái sèn á, là ngay cái từ cuối cùng xuống nhịp là chúng ta sẽ nhấn hợp âm vô luôn, nghe nhịp luôn nha. Bao giờ rồi cái sèn này bấm vô không? Được chưa? Bao giờ rồi giang. Đó, mình đánh theo cái lời của người ta luôn. Được chưa? Mình đến một cái bài khác nha. Ví dụ như cái bài mi fa mi mi đô la đô mi. Mưa vẫn mưa bay trên từng tháp cổ. Thì bây giờ cuối cùng đánh nghe chỗ nào? Trên từng tháp cổ, bốn từ cuối cùng ha. Và mưa vẫn mưa bay trên từng tháp cổ. Dạ yeah, rồi đánh bốn từ cuối cùng đó. Ta ra 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 rồi nghe này rồi. Ví dụ bài khác nha. Bài khác là bốn, cứ chọn ra bốn từ cuối cùng, ví dụ như giận hờn đi. Trả lại cho em chiếc khăn ngày nào, này cũng xì lô rốc luôn. Trả lại cho em, đánh vô chiếc khăn ngày nào, thì bốn từ đó là mình sẽ đánh vô cái multibass cho đó đó. Trả lại cho em
Tiếp nha, lại ha. Trả lại cho em, đừng buồn nhé em. Let me đừng buồn. Rồi, ví dụ bài khác nha. Bài khác, các bạn đã hiểu ha. Cứ lấy bốn từ cuối cùng trước khi vào nhịp, đánh vô bốn từ đó là nằm ở bốn số luôn. Rồi, ví dụ xót xa đi. Đôi khi là muốn yêu em thật nhiều, đúng không? Yêu em thật nhiều, đó là đánh vô cái từ đó, cuối câu bốn từ đó đó, bốn từ cuối đó. Đôi khi lòng muốn yêu em thật nhiều, bạn tình đó trả lại bao nhiêu. Rồi hay ha, như vậy ha. Rồi rồi bây giờ mình ví dụ một cái bài hát mở, đó là thí dụ như cái bài đêm cuối. Ngày mai đứa xa nhau thật rồi. Rồi ví dụ sẽ đánh ngay chỗ mà xa nhau thật rồi, ok. Ngày mai đứa xa nhau thật rồi, ngay cái rồi này, ngay cái sàn của các bạn lưu ý nhớ là ngay vị trí đó chúng ta sẽ bỏ xin ta, đánh vô hợp âm vô đưa cho vô dịp luôn. Ngày mai đứa xa nhau thật rồi, bây giờ lấy cái bốn từ cuối cùng chúng ta đánh vào, và nhớ cái từ cuối cùng nó sẽ là ngay cái sàn. Lỡ mà trong những cái trường hợp mà chúng ta báo không kịp ra bốn từ đi, ví dụ có thể các bạn báo ngay cái từ năm, trong vòng năm từ nó sẽ bị dư ra một cái, thì bây giờ chúng ta sẽ khéo léo nhấn một trong ba số trước cái số bốn nha, trước cái sàn chúng ta lại nhấn hai cái. Ví dụ ngày mai hai đứa xa nhau thật rồi, có nghĩa là trong bốn số này thì nó rơi vô bốn từ, mà lỡ các bạn đánh vô ngay cái từ mà thứ năm đi thì nó lát cuối cùng bạn đánh cái sàn nó sẽ bị dư ra một từ, cho nên là bây giờ làm cách nào thì chúng ta sẽ đánh một số đó vô hai từ ba từ tùy theo chúng ta sớm hoặc trễ bao nhiêu đó, hoặc nếu như ngay chỗ đó chúng ta còn có ba từ mà chúng ta bốn cái đó thì các bạn khéo léo bỏ bớt một cái snare hay là hai cái tâm gì cũng được, và đánh nguyên viễn sao cái cuối cùng đánh ngay cái sàn là ok ha. Mà chúng phải khéo léo nha, chứ không phải lúc nào chúng ta cũng suôn sẻ như ý muốn đâu. Lại chúng ta bị trễ làm cái thao tác gì, cái thao tác còn lại chúng ta trễ ngay trong booty bass, thì các bạn nhớ lưu ý là khéo léo làm sao cho nó cái từ cuối cùng rơi vô cái sàn, và ngay cái sàn là phải nhớ bỏ vô cái sinta, bỏ vô cái đục sao bầm là coi như là thành công, nhớ lưu ý nha. Rồi các bạn cứ thực hành đi, nhớ slot lúc nào cái bài nào nó cũng có số 4 từ cuối đưa xuống cái giai điệu hết. Và trong đó nếu có từ 3 từ thì các bạn có thể đánh 3 cái thôi. Nếu mà trường hợp 5 từ, chúng ta có thể đánh 2 cái số 1. Bùm 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 bùm. Đó. Nếu lại như 6 từ thì sao? Bùm 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 bùm. Miễn sao làm cho nó hợp thôi, hợp tình hợp lý, miễn sao cho nó đúng khớp, đúng nhịp là ok. Vậy nhá. Rồi bây giờ chúc mọi người thành công. Ngày video chúng ta tạm dừng cái cách sử dụng multibass, đây là trên điệu slow rock thôi nha. Những video lần sau thì cách sử dụng mọi người trên những cái điệu bolero, rumba gì đó tương tự thôi. Ok ha. Rồi. Bây giờ các bạn tập cái này đi, báo rất là hay. Cái này dành cho việc cái điểm hát nha các bạn. Người ta đang hát, người ta đang, chúng ta đang dừng phải không? Đang chơi một cái gì? Rồi chúng ta dừng đây. Rồi người đợi người ta hát xuống cao thì chúng ta sẽ dừng. Nhớ tắt side top đi. Để chi? Bùm 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 bảo vô luôn. Ok. Như vậy nha. Rồi như vậy chúng ta sẽ kết thúc bài học ngày hôm nay. Rồi bài chúc các lớp thành công, và mọi chi tiết đó nói về âm nhạc các bạn sẽ gọi cho Trần Khánh qua số điện thoại là 0772 621 622. Ok nha. Thời gian này thì mọi người khó không có thời gian đi học, và chúng ta học online tại nhà. Các bạn có thể đăng ký học online tại nhà qua số điện thoại Trần Khánh là 0772 621 622. Ok nha.